Video STEM với chủ đề dao động tác dần hiện tượng cộng hưởng là sản phẩm sáng tạo của tập thể lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Ninh Thuận, dưới sự hướng dẫn của thầy Ung Quốc Tuấn. Qua video, các em học sinh sẽ khám phá kiến thức về dao động trong vật lý, từ cơ chế tác dần đến hiện tượng cộng hưởng. Sản phẩm này không chỉ giúp củng cố lý thuyết mà còn mang tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần nâng cao niềm đam mê học tập và khám phá khoa học của các em.